Xin chào tất cả các bạn Bây giờ là 3 giờ 36 phút chiều ngày mồng 6 tháng 4 Video buổi sáng mình chia sẻ TCH và chiều đã lên là 20 25 phải 9 và chiều nay mình sẽ review một cổ phiếu nữa đó chính là NDG NDG cũng là một công ty về bất động sản và đang có được một điểm mua rất tốt nếu các bạn không kiên nhẫn được thì các bạn có thể vào giá trực tiếp với giá 8.6 hoặc các bạn có thể chờ đợi mua giá 8.1 .8 hoặc 8.2 thì lợi nhuận của các bạn sẽ cao hơn và có một điểm tiếp theo mà có thể sẽ xả hàng đó chính là khi giá bật lên 9.000 các bạn sẽ đi cổ phiếu này và điểm vào mua cổ phiếu của LDG này rất là tốt Vâng xin cảm ơn các bạn